Chào mừng các em đã đến với kênh của chị Hoa Sinh. Ngày hôm nay chị Hoa Sinh sẽ review tập phim Thuốc viên chạy trốn kiểu động vật. Cùng bắt đầu thôi nào. Các bạn đang chơi vui vẻ ngoài bãi đất trống, Nobita chạy ra và nhặt bóng thì phát hiện Chai An đang đi tới. Cậu ta hàm hàm sát khí, ôi nó đang quay lại đây rồi, mau chuồn thôi, khiến cả đám sợ hãi trốn hết. Nobita về nhà than phiền, Chai An cứ giữ như sư tử cái ấy. Doraemon cho rằng dù như vậy mà mọi người cứ sợ hãi mãi thì cũng đâu có được đâu. Chợt cậu ta nhớ ra có viên thuốc uống trốn chạy kiểu động vật. Thuốc này giống như động vật yếu ớt, nếu bị kẻ thù tấn công chúng sẽ có nhiều cách để trốn thoát, ví dụ như rùa sẽ rụt đầu, tắc kè ẩn thân, thằn lằn thì tự rụng đuôi để chạy trốn, còn trồn hôi sẽ tiết ra mùi hôi để đuổi kẻ thù. Doraemon liền dùng thử một viên mà Nobita có thấy gì đâu. Doraemon liền nói đợi khi nào có chuyện đã chứ. Nobita liền lao bảo ai mà chờ được. Vậy là cậu ta chạy tới lấy một con chuột giả ở trong ngăn kéo để hù Doraemon, khiến cho Doraemon bất tỉnh nhân sự. Nhưng mà cậu ấy cứ nằm đơ ra như vậy, Nobita hoảng sợ, có khi nào Doraemon chết rồi không? Nobita khóc không ngừng. Không ngờ cậu ấy lại bật tỉnh dậy. Doraemon vì đã uống viên thuốc của loài trồn Opossum, đặc điểm của chúng chính là giả chết nếu như gặp nguy hiểm hay bị kích động. Nobita thấy thế hào hứng vô cùng, cậu còn tưởng tượng ra cảnh mình chính là anh hùng cứu mỹ nhân nữa chứ. Sau đó Nobita liền đem đến nhà Sunio để khoe. Không ngờ Sunio lươn lẹo đã lừa cậu ấy và lấy hết bỏ vào trong miệng mình luôn. Nobita tức quá đuổi theo cậu ta. Vậy là Sunio lại sử dụng phép ẩn thân và rồi dụ bọn gái ra bãi đất trống chơi. Cậu ta còn hứa sẽ bảo vệ họ nữa. Sunio đến trước mặt của Chai An và gây sự, nói rằng mặt cậu ta y như khỉ đột vậy, trông thật là đáng thương quá đi. Chai An tức sôi máu, xách cổ Sunio lên đấm thì cái đầu cậu ta đã thụt vào luôn rồi, chân tay cậu ta cũng biến mất. Chai An lấy đà bay lại đá một cú vào người Sunio thì què cả chân luôn. Tiếp tục Sunio lại dùng mực phun đen cả mặt Chai An, rồi lại bật chế độ lông nhím đâm vào đít khiến Chai An đau ré lên. Sunio liền nói mau quỳ xuống xin lỗi thì may ra anh còn tha cho. Chai An liền tỏ thái độ làm lành rồi bắt tay Sunio để giảng hòa, nhưng cậu ta muốn nắm chặt tay cho Sunio đau chơi, ai dè Sunio lại phóng ra điện khiến Chai An bị giật té tua chay xém. Chai An buồn bã bỏ về không thèm nói nữa, tụi con gái thì tôn sùng cậu ta như anh hùng vậy. Đúng lúc này Nobita tới đòi Sunio phải trả lại thuốc cho mình. Sunio bỏ chạy cho Nobita dí theo, túm được cái áo rồi nhưng người cậu ta lại tự lột đồ ra như thằn lằn vậy để lòi ra mỗi cái quần xịp. Sunio xấu hổ quá chui vào trong ống cống để trốn. Nobita cũng đứng ở ngoài mắng cậu ta phải ra ngoài đây nhanh, nhưng các bạn lại đang ngửi thấy mùi gì đó càng ngày càng nồng nặc hơn thì phải, và bùm, các bạn sợ hãi bỏ chạy hết. Còn Sunio thì tím tái mặt mày vì cậu ta đã bị trúng khí độc do chính mình tạo ra đấy. Đúng là gầy ông đập lưng ông mà. Tập phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn các em đã theo dõi video của chị. Nếu thấy hay hãy nhớ like và bình luận ở phía bên dưới. Hẹn gặp lại các em ở những tập phim tiếp theo. Xin chào tạm biệt.